các bạn thân mến, quay trở lại trong buổi tối ngày hôm nay cùng với chị. Như đã hứa thì ngày hôm nay chị sẽ cùng chữa với các bạn đề số 03. Và chị hy vọng rằng là với cái phần chữa nhanh này của mình thì các bạn cũng sẽ có thêm thật là nhiều những cái kinh nghiệm để chúng mình có thể làm được cái bài, để có thể làm được những cái bài thi tốt nhất. Ok hôm nào? Nếu như mà các bạn đang lên xem phần livestream này rồi thì hãy để lại comment tại đây cho chị biết nhá, để chị biết là các bạn cũng đang tham gia vào phần phát trực tiếp của chị. Ok hôm nào? Đợi chị xíu, chị chỉnh xem là như thế nào thì nó sẽ ok. Thì chị thấy nó hơi mờ một chút. Các bạn ơi, các em đã lên chưa? Các bạn đã lên chưa nhở? Mờ thế nhở? Đợi chị lau cái này nhá, lau cái cam một chút nhé. Các bạn đã lên chưa nhở? Chúng ta sẽ cùng nhau chữa một cái đề. Và chị gọi đây là đề số 03. Chị hy vọng là với cái đề số 03 này, khi mà chữa cùng với các bạn, chữa nhanh cùng với các em, thì sau này nó cũng sẽ trở thành một phần kinh nghiệm quan trọng, để các bạn có thể từ đó các em có thể xử lý những cái phần của mình, xử lý những cái bài của mình tốt nhất nhé. Ok, chị vừa chỉnh lại rồi, chị nghĩ là nó đã ổn hơn một chút rồi. Được không ạ? Chúng ta sẽ cùng với cái phần đọc hiểu trước nhé. Vì đề ngày hôm nay khá dài, thế nên là chị sẽ chỉ chữa nhanh cùng với các bạn thôi. Và trong khoảng thời gian mà chị chữa thì các bạn cũng sẽ lưu ý là chúng mình cũng có thể tương tác cùng với chị. À Thảo ơi, chị đỡ ốm rồi, nhưng mà nghe giọng chị thì kiểu vẫn chưa kiểu đúng lắm ấy. Nó đang, chị vẫn đang bị đau họng. Nhưng mà hôm nay thì đỡ hơn nhiều rồi. Chị mong là ngày mai thì giọng chị cũng sẽ tốt hơn, để từ giờ đến cuối tuần sẽ được gặp các bạn. Lâu lắm rồi không gặp các bạn, học sinh của chị là rất là nhớ các bạn. Rồi Thanh Lam ơi, chị có nhìn thấy em nha, chị có nhìn thấy. Rồi bây giờ chúng mình sẽ cùng bắt đầu luôn. Trước tiên là câu đọc hiểu 3 điểm. Đây là đề thi thử của team học văn chị Hiên, đề thi thử lần 1 của team học văn chị Hiên. Và chị sẽ chữa cùng với các bạn cái đề này. Bài đọc hiểu này khá là dài, nhưng mà chị nghĩ rằng là chị sẽ chữa luôn cùng với các bạn. Đây là một cái bài đọc hiểu, là một cái bức tâm thư của một du học sinh, là người tâm thư của Haley Chen, là một cựu học sinh ở Úc và cũng là một người con của đất Vũ Hán, đã bị mắc kẹt lại chính quê hương của mình trong những ngày dịch bệnh bùng phát, toàn thành phố bị phong tỏa. Và bức thư này thì đã được đăng tải ở trên kênh 14, được không nào? Bức thư này thì được đăng tải ở trên kênh 14. Đây là một cái bức thư mà có thể thấy rằng ở trong cái giai đoạn này, chúng ta có thể thấy rằng là cái dịch viêm phổi cấp corona đang là một trong những cái nỗi lo không phải của riêng một ai, đúng không ạ? Không phải của riêng một ai cả, không phải là riêng của một đất nước nào cả, mà đó đang là mối đe dọa và là cái nỗi lo của toàn cầu. Cũng chính vì điều này mà các bạn đã được nghỉ hẳn một tuần liền, phải không ạ? Trong lịch sử chắc là có lẽ là chưa bao giờ các bạn lại được nghỉ nhiều như thế, đúng không? Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau chữa cái đề này luôn nhá. Ok không nào? Rồi, các bạn chú ý giúp chị. Đây, câu 1. Câu hỏi đầu tiên của chúng mình đó là phong cách ngôn ngữ chính được sử dụng trong văn bản trên là gì? Thì hãy nhớ giúp chị một điều rằng là trong cái dấu hiệu nhận biết ấy, về phong cách ngôn ngữ thì có một cái rất là hay, đó là nếu như đó là thư, là nhật ký, thì phong cách ngôn ngữ thường sẽ là gì ạ? À, thường sẽ là sinh hoạt. Ok không nào? Thường sẽ là sinh hoạt. Được không? Nhá. Thế nên là chị có một cái nữa mà các bạn cũng sẽ khá là phân vân, đó là phong cách ngôn ngữ ở đây là phong cách ngôn ngữ chính luận. Nếu các bạn trả lời được một trong hai những cái này đều ok, ok chưa nào? Nhá. Được không ạ? Ok chưa? Rồi, tiếp tục câu thứ 2. Tết Nguyên Đán có ý nghĩa như thế nào đối với mỗi người Trung Quốc? Thì ở đây chúng ta, đây là cái câu hỏi mà chúng ta sẽ dựa vào nội dung, đúng không ạ? Chúng mình sẽ dựa vào nội dung ở trong cái bức thư này. Thì chúng ta sẽ thấy là ở đây tác giả có viết như thế này, đó chính là đợi chị một chút, đây. Đợi chị một chút nhé. Đây,
Tết Nguyên Đán là thời gian duy nhất trong năm mà các gia đình được đoàn tụ và cùng nhau ăn một bữa cơm thân mật ấm áp. Ở Trung Quốc, việc những người dân các vùng nông thôn lên thành phố để tìm cơ hội việc làm tốt hơn ngày càng nhiều. Họ đã làm việc chăm chỉ cả một năm trời, gửi về nhà số tiền ít ỏi mà mình kiếm được để nuôi cha mẹ già, nuôi con nhỏ. Cả gia đình được đoàn tụ với nhau trong đêm giao thừa sau cả một năm dài xa cách là điều mà ai cũng luôn mong mỏi. Được không ạ? Đây là cái đoạn mà chúng ta có thể, đây là cái câu hỏi mà dựa vào nội dung để trả lời. Nên là các bạn sẽ dựa vào cái phần nội dung này để các bạn trả lời nhé. Tết Nguyên Đán có ý nghĩa như thế nào đối với mỗi người Trung Quốc? Ok chưa ạ? Xong câu 2. Tiếp tục câu 3. Theo chủ nhân của bức thư, ai chính là nguyên nhân đã gây ra đại dịch viêm phổi cấp nguy hiểm này? Đây cũng tiếp tục là cái câu hỏi nằm ở trong cái bức thư này. Được không ạ? Chúng ta sẽ nhìn thấy này. Có một cái phần viết ở đây, đó chính là gì nhỉ? À đây, à, những kẻ buôn bán động vật quý hiếm ích kỷ này đã cướp mất thời gian bên gia đình của tất cả những người không màng hiểm nguy để giúp đỡ người khác. Ok chưa? Đó chính là những kẻ buôn bán động vật quý hiếm ích kỷ. Ok chưa ạ? Rồi, đấy là câu số 3. Và chúng ta sẽ có cái câu số 4 như sau. Đây, anh chị suy nghĩ gì về câu viết? Tôi thật sự rất xin lỗi vì điều đó, nhưng không phải tất cả người Trung Quốc đều là người xấu, không phải tất cả chúng tôi đều ích kỷ, hám lợi và là những người con đáng nhật và là những con người đáng ghê tởm. Tôi nghĩ rằng thật không công bằng khi chỉ vì hành vi tồi tệ của một số người mà bạn lại cho rằng tất cả chúng tôi đều đáng phải chịu đựng dịch bệnh này. Được không ạ? Các bạn có thể đưa ra cái quan điểm, quan trọng nhất là suy nghĩ của các em về điều này. Được không ạ? Đã bao giờ các bạn đi lên, các bạn gặp một cái tình huống như vậy, các bạn lên trên mạng và các bạn sẵn sàng buông lời gọi là phỉ báng người khác chưa? Tát nước theo mưa bao giờ chưa? Làm tổn thương người khác bằng những cái lời nói đầy tính sát thương của mình bao giờ chưa? Đúng không ạ? Đó là một cái hành động mà chúng ta luôn luôn nghĩ rằng bản thân mình là một người có thể đánh giá được toàn bộ cục diện của vấn đề và chúng ta có quyền phán xét người khác. Các em có biết rằng là lời nói đối với bản thân của mỗi người là một cái con dao vô cùng sắc bén, mà con dao đó nếu như chúng ta dùng không cẩn thận thì có thể giết chết người khác bất cứ lúc nào. Được không ạ? Thế nên là ở đây chúng ta có thể thấy rằng là đây là một cái câu nói nhưng cũng là một cái tiếng kêu cứu của một người con sinh ra từ mảnh đất Vũ Hán đang du học ở Úc. Một cái tiếng kêu cứu vì ở thời điểm hiện tại người Trung Quốc bây giờ đang rất là bị kỳ thị, đúng không ạ? Chúng ta không thể phủ nhận được là, chúng ta không thể phủ nhận rằng là corona, cái dịch này bùng phát ở Vũ Hán. Nhưng mà không phải, đây đúng không ạ? Không phải tất cả người Trung Quốc đều là người xấu, không phải tất cả chúng tôi đều ích kỷ, hám lợi và là những con người đáng ghê tởm. Và thật không công bằng khi chỉ vì hành vi tồi tệ của một số người mà bạn cho rằng tất cả chúng tôi đều đáng chịu đựng dịch bệnh này. Ok chưa ạ? Các bạn, đây là cái câu hỏi mở. Thế nên là các bạn hoàn toàn có thể bày tỏ những cái suy nghĩ của mình. Ok chưa nào? Các em hoàn toàn có thể bày tỏ suy nghĩ của mình, được không? Rồi. Tiếp theo phần làm văn, câu thứ nhất, nghị luận xã hội. Trong thời điểm đại dịch corona đang bùng phát trên thế giới và tâm điểm đang hướng về thành phố Vũ Hán, Trung Quốc, Haley Chen vô cùng đau xót khi chứng kiến người dân nước mình vừa phải chiến đấu với virus corona, vừa phải chịu đựng một loại virus khác mang tên phân biệt chủng tộc. Dựa vào nội dung phần đọc hiểu và hiểu biết của anh chị, viết một đoạn văn khoảng 200 từ trình bày suy nghĩ về virus phân biệt chủng tộc đáng sợ này. À, đây cũng là một cái đề mở. Phải không ạ? Đây cũng là một cái đề mở. Và cái đề này thì chị sẽ chữa ở phần khác chứ không phải là ngày hôm nay. Ok chưa? Chị sẽ dành thời gian chữa phần khác. Mà chị muốn các bạn sẽ tập trung với câu này, câu số 2 này giúp cho chị. Được không ạ? Đây là câu số 2. Chúng ta có câu số 2 như sau. Đây là dạng đề nghị luận văn học. Như thế này. Đây là một đoạn thơ trong bài thơ gì nhỉ? À, trong bài thơ Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu. Ok chưa? Bây giờ chúng ta sẽ cùng chữa trọng tâm cái câu này các em nhé. Như sau ạ. Những đường Việt Bắc của ta
Ngày đêm rầm rập như là đất rung, quân đi điệp điệp trùng trùng, ánh sao đầu súng bạn cùng mũ nan, dân công đỏ đuốc từng đoàn, bước chân nát đá muôn tàn lửa bay, nhìn đêm thăm thẳm sương dày, đêm đêm đúng không? Chỗ này phải là đêm đêm chứ nhỉ? Bước chân nát đá muôn tàn lửa bay, nghìn đêm thăm thẳm sương dày, đèn pha bật sáng như ngày mai lên, tin vui chiến thắng trăm miền, hòa bình Tây Bắc Điện Biên vui về, vui từ Đồng Tháp An Khê, vui lên Việt Bắc đèo Re núi Hồng. Từ đó rút ra suy nghĩ của mình về ý nghĩa của tinh thần đoàn kết, lòng quyết tâm đối với sự thành công của bất cứ chiến dịch nào. Được không ạ? Các bạn ơi, các em có nhìn rõ đề này không? Các bạn có nhìn rõ đề này không ạ? Tại vì chị thấy các bạn cứ kêu là mờ hoài à. Các em có nhìn thấy rõ đề này không ạ? Đây là một cái đoạn thơ trích trong bài thơ Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu, đúng không ạ? Rồi. Vậy thì trước tiên này, chúng ta phân tích đề. Phải không ạ? Thì các bạn sẽ thấy đây là dạng đề phân tích. Đúng không? Đây là dạng đề phân tích, sau đó chúng ta sẽ suy ra một cái vấn đề liên quan. Đúng không ạ? Cụ thể ở đây là phân tích cái gì? Cụ thể ở đây là phân tích 2, 4, 6, 8, 10, 12 câu thơ. Của bài thơ Việt Bắc. Đúng không ạ? Và từ đó suy ra cái vấn đề liên quan ở đây là gì nhỉ các bạn nhỉ? À, cái vấn đề liên quan mà chúng mình có ở đây đó chính là tinh thần đoàn kết, lòng quyết tâm. Được không nào? Đó là tinh thần đoàn kết và lòng quyết tâm thì sẽ làm nên những cái chiến thắng, làm nên những cái chiến công huy hoàng. Ok chưa ạ? Nhá. Thì ở đây chúng ta có rồi. Đây là cái bước đầu tiên chúng ta phân tích đề. Sau khi phân tích đề xong rồi, các bạn cũng đã tự định hình được những cái mảng kiến thức mà mình cần sử dụng ở trong đầu mình là gì rồi. Chúng ta sẽ phải có kiến thức về bài thơ Việt Bắc, chúng ta sẽ phải có kiến thức về nhà thơ Tố Hữu, và nếu như được thì các bạn cũng phải có những cái mảng kiến thức mở rộng và liên hệ nữa. Ok chưa nào? Bây giờ chúng ta sẽ làm luôn nhé. Mở bài. Phần này quá đơn giản rồi, chị sẽ không chữa nữa. Dẫn dắt cộng đặt vấn đề. Hãy nhớ nêu ra được vấn đề này nhé. Được không ạ? Đây chính là phần đặt vấn đề của chúng mình đây. Ok chưa? Rồi, tiếp tục thân bài. Luận điểm 1. Tác giả tác phẩm. Ở đây chúng ta có nhà thơ Tố Hữu và bài thơ Việt Bắc. Bài thơ Việt Bắc được sáng tác vào tháng 10 năm 1954. Năm 1954 thì quân và dân ta đã giành được chiến thắng lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu trong chiến dịch Điện Biên Phủ, buộc Pháp phải vào ngồi vào bàn đàm phán và ký với ta Hiệp định Geneva, lập lại hòa bình ở miền Bắc. Đúng không ạ? Và lập lại hòa bình ở miền Bắc. Và đó cũng là lúc mà cơ quan trung ương đảng, bộ đội cách mạng phải rời chiến khu Việt Bắc để trở về với Hà Nội, thủ đô của sao vàng nắng Ba Đình. Và trong cuộc chia ly đầy quyến luyến giữa người đi kẻ ở, người đi ở đây là cán bộ cách mạng, kẻ ở đây là đồng bào Việt Bắc, thì nhà thơ Tố Hữu đã viết bài thơ này. Được không nào? Là bài thơ tái hiện lại những cái kỷ niệm trong khoảng thời gian sống gắn bó và chiến đấu ở đây, đoàn kết cùng với đồng bào. Và đây cũng là một trong số những bài thơ được coi là đỉnh cao của thơ ca kháng chiến chống Pháp, đỉnh cao của đời thơ Tố Hữu. Ok chưa ạ? Đấy, đơn giản như vậy thôi. Bài thơ này thì được in trong tập thơ cùng tên. Ok chưa nào? Nhá. Thì đấy là về cái phần tác phẩm mà em có thể viết. Về tác giả tác phẩm, các em sẽ viết luôn cái luận điểm 1 này, ngắn gọn thôi. Được chưa? Sau đó chúng ta sẽ chuyển sang luận điểm 2, phân tích. Hãy nhớ giúp chị rằng phân tích bao giờ cũng vậy, các bạn luôn luôn phải làm rõ hai giá trị. Giá trị nội dung. Và thứ hai là giá trị nghệ thuật. Trong phân tích thơ, chị luôn luôn lưu ý với các bạn rằng điều quan trọng nhất là các bạn phải chia bố cục để phân tích.
đúng không ạ? Nếu như hôm vừa rồi các bạn có xem cái phần livestream của chị hướng dẫn về dạng là về cái việc là cách làm thế nào để làm dạng để phân tích, thì các bạn cũng đã thấy là à, bố cục là một trong những cái phần vô cùng quan trọng, ok chưa nhá? Nên là các bạn cũng phải chia bố cục khi phân tích, chứ không thể nào mà cứ gọi là làm bừa được. Chúng ta phải có một cái tư duy rõ ràng và một cách làm rõ ràng. Như vậy thì chúng ta sẽ không sót ý, quan trọng nhất là như vậy nhá. Rồi thì ở đây các bạn nhìn này, chúng ta có đoạn thơ này, 12 câu thơ chúng ta sẽ chia bố cục như thế nào đây? À, những đường Việt Bắc của ta đêm đêm rầm rập như là đất rung, quân đi điệp điệp trùng trùng, ánh sao đầu súng bạn cùng mũ nan, dân công đỏ đuốc từng đoàn, bước chân nát đá muôn tàn lửa bay, nhìn đêm thăm thẳm sương dày, đèn pha bật sáng như ngày mai lên. À, chia như thế này đi, được không ạ? 8-4, ok chưa? Đây là 4 câu nói về cuộc chiến đấu của quân và dân ta, đúng không? Của quân và dân ta. Còn bố câu thơ này nói về gì nhỉ? À, tin vui chiến thắng. Thế không lẽ là cứ để như thế này hay sao? Không lẽ là cứ để 8 câu như này hay sao? À không nhớ các bạn nhé, chị lại tiếp tục chia tiếp thành 2 câu, 2 câu, 2 câu, 2 câu. Được không? 2, 2, 2, 2. Được không ạ? 4. Ok chưa? Được không nào? Ok chưa ạ? Đây sẽ là cái bố cục mà chị lựa chọn để chị phân tích. Hãy nhớ nhá, cứ làm đúng theo từng thao tác thôi. Bởi vì ở trong đề bài các bạn sẽ nhìn thấy này, trước tiên là chúng mình sẽ phân tích, không phải không ạ? Phân tích xong thì chúng ta sẽ làm sáng tỏ cái vấn đề liên quan. Vậy thì một chút nữa cái phần vấn đề liên quan này tôi sẽ đưa ra ở cái phần khái quát, được chưa ạ? Còn ở đây tôi phân tích, được không ạ? Rồi, hai câu thơ này chú ý những từ khóa sau này. Chúng ta sẽ chú ý những cái từ sau để phân tích này. Là gì nhỉ? Việt Bắc, những đường Việt Bắc của ta, đúng không ạ? Quân đêm đêm này, được không ạ? Rầm rập này, hình ảnh so sánh như là đất rung này. Hai câu này muốn nói lên gì ạ? Sức mạnh của đoàn quân. Ok chưa? Tiếp tục nhá. Quân đi điệp điệp trùng trùng, ánh sao đầu súng bạn. Đây, cái hình ảnh này là một cái hình ảnh rất đáng để chú ý phân tích này. Ánh sao đầu súng, được không? Ánh sao đầu súng. Rồi, tiếp tục là hình ảnh của người dân này. Dân công đỏ đuốc từng đoàn, bước chân nát đá muôn tàn lửa bay. Hình ảnh của dân công này, phải không ạ? Sau đó thì gì ạ? À, hình ảnh này, nhìn đêm thăm thẳm sương dày. Đây là cái hình ảnh mà nói về gì? À, nói về hoàn cảnh của đất nước Việt Nam, của dân tộc Việt Nam trong suốt khoảng thời gian qua, nhìn đêm thăm thẳm sương dày, đúng không ạ? Nhìn thấy phía trước chỉ toàn là những cái khó khăn thôi. Bao nhiêu tháng năm, bao nhiêu những năm tháng bị đô hộ, bị áp bức, bị bóc lột, phải không ạ? Bước chân nát, đèn pha bật sáng như ngày mai lên. Đây là chính là tín hiệu báo gì ạ? Báo về chiến thắng. Và đây, 4 câu này là nói về chiến thắng. Các bạn nhớ phân tích nhá, dựa vào các cái từ ngữ và các cái biện pháp tu từ. Chúng ta sẽ dựa vào nghệ thuật để suy ra nội dung. Chúng ta sẽ dựa vào nghệ thuật để suy ra những cái đặc điểm riêng của cái tác giả đó trong quá trình làm bài. Ok chưa ạ? Nhá, trong quá trình tìm hiểu về tác giả. Ok chưa nào? Sau đó luận điểm 3, chúng ta sẽ khái quát, đúng không ạ? Hãy nhớ rằng cái vấn đề chúng ta cần phải làm khái quát ở đây đó chính là tinh thần đoàn kết và lòng quyết tâm. À, tinh thần đoàn kết và lòng quyết tâm. Đúng là chúng ta đã có được một cái mối dây liên kết vô cùng chặt chẽ giữa một bên là cán bộ cách mạng, một bên là đồng bào Việt Bắc, đúng không ạ? Chúng ta đã thấy rằng là bằng cái sự kết hợp, bằng cái sự hỗ trợ, bằng cái sự phối hợp rất là nhịp nhàng và tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm mà quân và dân ta đã giành được một cái thắng lợi vô cùng huy hoàng. Đó là chiến thắng trong chiến dịch Điện Biên Phủ, được không ạ? Đây là một cái dạng bài mà để cho chúng ta có thể liên hệ và mở rộng. Chúng ta có thể liên hệ và mở rộng ra, đúng không? Lịch sử của đất nước Việt Nam đã ghi nhận rất nhiều những chiến công hào hùng, mà đó là những thành tựu của quân và dân ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công. Sau đó thì chúng ta sẽ viết đấy, hiểu chị không ạ? Thì đây sẽ là cái luận điểm khái quát và hãy nhớ bám vào cái vấn đề liên quan này, suy ra, làm rõ nó. Ok chưa ạ? Rồi, sau đó chúng ta sẽ kết bài thôi. Được không nào? Kết bài thì đơn giản rồi. Chúng ta nêu vị trí của bài thơ Việt Bắc, nêu vị trí của trích đoạn này, và chúng ta có thể kết luận bằng gì ạ? À, kết luận bằng nhà thơ Tố Hữu chẳng hạn,
hoặc là kết luận bằng gì đó, bằng một cái yếu tố liên quan tới đề tài hoặc gì đấy, được không ạ? Thì nói chung cái phần kết bài nó cũng rất là đơn giản thôi. Với cái định hướng của chị thì các em đã hiểu là cái sườn chúng ta sẽ đi như thế nào đối với đề này chưa? Các bạn ơi, với hướng dẫn của chị thì các bạn đã hiểu là chúng ta sẽ đi như thế nào với cái sườn này chưa? Cho chị biết nhé, chị giảng nhanh quá nên chị cũng không chú ý các cái comment của các bạn. Bây giờ thì các bạn có thể comment đi. Bây giờ thì các em có thể comment nhiệt tình và thoải mái nhá. Được không? Có thể comment nhiệt tình thoải mái và chị sẽ đọc những cái phần comment của các bạn. Được không nào? Chị không hiểu tại sao nhưng mà hôm nay cái wifi nhà chị nó không ổn ấy. Chị cảm giác như nó cứ bị chập chờn thế nào ấy. Thế nên là nhiều khi là các bạn thấy nó chập chờn là cũng phải thôi, nhưng mà chị cũng không biết là tại sao mà nó lại chập chờn. Nào các bạn ơi, à đề này ừ, trong các bạn ở trong nhóm kín của chị ấy, các bạn ở trong nhóm kín của chị thì sẽ thường được, các bạn ấy sẽ được thi thử theo cái lộ trình học nhất định. Hiện tại thì chị cũng đang có một cái khóa học online mới đấy. Nếu như mà các em cũng muốn là được làm nhiều đề hơn, được chị chữa bài này, làm nhiều đề hơn, thì các em có thể tham gia cái khóa học đấy nhá. Nhiều bạn phân vân không biết là bây giờ học văn như thế nào, nhưng mà giai đoạn này là cần phải học văn và nên học văn rồi. Đừng có chần chừ nữa. Chần chừ là sau này lại hối tiếc đấy. Chần chừ là sau này lại hối tiếc đấy. À, Hồng Thắm ơi, vừa rồi thì chị cũng đã chia bố cục rất là rõ cho em rồi ấy, là chúng ta sẽ chia bố cục thành 8, 4, sau đó lại chia tiếp thành 2, 2, 2 và 2, và 4 câu kia, được không ạ? Như vậy là cũng là khá là rõ ràng rồi, em có thể dựa vào đấy nhá. Em có thể dựa vào đấy để em làm nha. Được không? Em có thể dựa vào đấy để em làm nha. Rồi các bạn ơi, ok chưa nhở? Các em ok chưa? Các em có muốn hỏi gì chị không? À, thông tin khóa học thì các em có thể nhắn tin cho admin nhá. Các em có thể nhắn tin cho admin fanpage Học Văn Chị Hiên để nhận được thông tin sớm nhất nha. À, ok rồi đúng không? Ừ. Các bạn ơi, ngày hôm nay thì chị có vô tình đọc lại được một bài thơ rất là hay của nhà thơ Xuân Quỳnh. Nên là chị cũng muốn là đọc tặng các bạn bài thơ này. Và chị cũng mong là cũng đã khá là lâu rồi thì chị cũng không đọc thơ cho các bạn nghe. Chị mong là ngày hôm nay ở trong một buổi tối, mặc dù là miền Bắc thì đang rất là lạnh, nhưng mà nếu như mà nghe được cái bài thơ này thì các bạn cũng sẽ cảm thấy bình yên hơn, sẽ cảm thấy rất là thoải mái, được không? Khá là lâu rồi thì chị cũng không đọc thơ cho các bạn nghe đúng không? Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe một bài thơ rất là hay của nhà thơ Xuân Quỳnh. Bài thơ được mang tên là Dẫu Em Biết Chắc Rằng Anh Trở Lại. Giọng chị thì đang ốm nên là cũng không được ok lắm, nên là các bạn sẽ thông cảm nhé, được không ạ? Bài thơ như sau. Dẫu em biết chắc rằng anh trở lại, thị trấn nào anh đến chiều nay, mảnh tường vắng mùa đông giá rét. Dẫu em biết không phải là vĩnh biệt, vẫn thấy lòng da diết lúc chia xa. Xóm làng nào anh sẽ đi qua, những đồng lúa vườn cây bờ bãi. Dẫu em biết rằng anh trở lại, ngọn gió buồn vẫn thổi phía không anh.
Thời gian trôi theo cánh cửa một mình. Hạt mưa bụi rơi thầm trên mái ngói. Tờ lịch mỏng bay theo lòng ngóng đợi. Một con đường vời vợi núi cùng sông. Gọi ngàn lần tên anh vẫn là không. Chỉ lá rụng rạt rào lối phố. Dẫu em biết rằng anh cũng nhớ. Nhưng lòng em nào có lúc nguôi quên. Các bạn thân mến, đây là bài thơ mà được nhà thơ Xuân Quỳnh sáng tác vào tháng 3 năm 1985. Được không ạ? Lúc này thì chồng bà là nhà viết kịch Lưu Quang Vũ đang hăng say làm việc và đã cho ra những vở kịch mang hơi thở của thời đại, phản ánh những mặt trái của xã hội trong những năm cuối của chế độ quan liêu bao cấp. Và đây là cái thời điểm mà Lưu Quang Vũ thường phải đi xa, đi đến các tỉnh để có thể dựng cái vở kịch của mình. Và lúc này thì đất nước đã không còn chiến tranh, nhưng mà những khó khăn thì vẫn còn. Và tâm trạng của một người phụ nữ yêu chồng đã có lúc gọi là suy nghĩ quá, hơi quá lên như vậy, đúng không ạ? Nhưng mà cũng bởi tình yêu dành cho chồng, dành cho người chồng của mình thiết tha và mãnh liệt bằng một trái tim riêng của Xuân Quỳnh, thế nên là Xuân Quỳnh đã viết bài thơ này để bộc bạch, được không ạ? Xuân Quỳnh đã viết bài thơ này để bộc bạch tình cảm của mình dành cho người chồng của mình. Và đây là một cái bài thơ rất là hay, được không? Nếu như mà các bạn muốn có cái bài thơ này thì các em có thể lên Google search ra nhá, để thêm cái ngữ liệu hay cho bài viết của mình nữa. À Kiều Anh ơi, bài Ký Ai Đã Đặt Tên Cho Dòng Sông của Hoàng Phủ Ngọc Tường vẫn nằm trong chương trình thi bình thường, chỉ là cái bài này năm vừa rồi thi thôi, hiểu chị không ạ? Tức là vừa năm trước là đã thi vào bài này rồi. Đấy thì các bạn cũng sẽ lưu ý điều này giúp cho chị nhá. Ok không? Rồi các bạn ơi, một lát nữa thì tầm khoảng 20 phút nữa là chị cũng lại có việc rồi. Nên là các bạn đang có cái câu hỏi gì thì nhanh chóng đặt để lại câu hỏi giúp chị nhá. Nếu như mà các bạn đang có câu hỏi gì thì để lại giúp chị nha. Nha. Nào nhanh chóng nào. Nếu như mà không có câu hỏi gì thì ngày hôm nay chị sẽ tạm thời dừng livestream của mình tại đây. Và hẹn gặp lại các bạn ở trong những cái phần livestream sau nhá. Mặc dù là chị biết bây giờ thì các bạn không có tâm trí đâu để mà học hành cả, nhưng mà chị nghĩ là đối với nhiều bạn thì đây lại là cái cơ hội rất là tốt để chúng mình học. Hãy học khi mà người khác đang chơi. Như vậy thì hãy làm việc khi mà người khác đang ngủ, thì chắc chắn là các bạn sẽ có được thành công hơn so với những người khác. Hãy tin vào điều đấy. Thế nên là nhiều bạn nghĩ rằng đây là cái thời gian mình có thể ăn, ngủ, nghỉ, xem phim thỏa thích. Nhưng cũng đối với nhiều bạn thì đây lại là cái khoảng thời gian để chúng mình học, cật lực học, để chuẩn bị sẵn sàng cho cái kỳ thi sắp tới. Thì chị tin là những cái bạn như vậy sẽ là những cái bạn mà sẽ giành được chiến thắng thôi. Chị nghĩ là như thế nhá. Chị nghĩ là như thế. Mong là các bạn sẽ giữ vững được cái tinh thần ham học hỏi của mình, để mỗi lần mà chị phát trực tiếp thì các bạn cũng sẽ có thể lên ngay lập tức và xem cái phần livestream, để biết đâu là trong cái phần đấy sẽ giúp cho chúng mình học được rất là nhiều những cái thứ hay ho thì sao, phải không ạ? Rồi nhá, ngày hôm nay thì chúng mình sẽ tạm dừng cái phần phát trực tiếp tại đây. Và đừng quên là chị Hiên vẫn có bộ sổ tay văn học, bộ tài liệu ôn văn cực kỳ chất lượng này. Chị vẫn đang có một cái khóa học sẽ diễn ra vào giữa tháng 2 này. Và đây sẽ là cái khóa học theo các bạn đến khi mà các bạn thi. Các bạn không cần phải học nhiều khóa lẻ tẻ, chỉ cần học một khóa này của chị thôi. Nên là nếu như muốn có slot, hiện tại là chỉ còn khoảng 10 slot nữa thôi, 10 chỗ nữa thôi là khóa học sẽ đóng lại. Thế nên là rất là hy vọng là sẽ được gặp các em ở đó, để chị sẽ trở thành người đồng hành cùng với các bạn ở trong chặng đường sắp tới nhá. Cảm ơn các em vì đã xem phần livestream chữa đề ngày hôm nay. Tất cả những cái băn khoăn thắc mắc của các bạn nhanh chóng nhắn tin cho admin fanpage Học Văn Chị Hiên, hoặc nhắn tin cho chị qua Facebook cá nhân Nguyễn Minh Hiên nhá, hoặc là Minh Hiên Nguyễn cũng ok, được không nào? Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những phần chữa đề tiếp theo nhá. Bye bye.